Mở cửa. Dạ chào ông chủ. Anh Thiết, anh về rồi thì hay quá. Cả đêm em rất lo cho anh. Tình hình sao rồi anh? Vẫn chưa tìm thấy Kim Cương, nhưng đã tóm được thằng Út Thẹo. Lập tức cho người tìm kiếm khu vực xung quanh nghĩa địa, không được bỏ sót bất kỳ một chỗ nào. Một hạt cát, con sâu hay con kiến cũng không được bỏ qua. Dạ, con biết rồi, con sẽ đi ngay. Vậy là vẫn chưa tìm thấy chị hai. Ba cũng không tìm được chị hai nữa. Chị hai ơi, chị không thể xảy ra chuyện gì đâu chị hai ơi. Chào bác sĩ. Chào cô. Đã liên lạc được với gia đình của bệnh nhân chưa? Vì sao người hôm qua đưa bệnh nhân tới mà hôm nay biến đi đâu mất? Em cũng không hiểu tại sao người ta mang cô ta tới rồi lại lẳng lặng bỏ đi mất. Em cũng không biết phải liên lạc với người nhà như thế nào nữa. Vết thương ở vai khá sâu, tình trạng sức khỏe chưa biết tiên lượng như thế nào. Nếu không liên lạc được với gia đình của bệnh nhân sẽ rất là phiền. Bác sĩ, hình như người ta có để lại số điện thoại của người nhà bệnh nhân nè. Thưa ông chủ, có người báo lại là tối hôm qua thằng quay đã đột nhập vào biệt thự của bố già Thiết nhưng đã thất bại. Hiện giờ thì nó vẫn suốt ngày theo dõi biệt thự của bố già Thiết. Sao em thấy là cách làm của thằng quay vô cùng nguy hiểm? Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp? Bố già Thiết không phải tay vừa lâu. Nếu mà viên Kim Cương cất giấu trong căn biệt thự thì chuyện kết thúc từ lâu rồi. À, ông chủ à, còn một vấn đề nữa. Sáng nay cung điện như gọi sang. Cung liền là có chuyện gì? Họ lệnh cho ông chủ trong vòng vài ngày tới phải có lời giải trình về thời gian của kế hoạch này. Vì họ đã đợi quá lâu rồi, họ không đợi thêm được nữa. Được rồi, tao sẽ lấy thân liên lạc với cung liền. Còn soi lực, tại sao bao lâu nay không có tin tức gì hết? Dạ, điều đó thật sự là em cũng không biết. Ông chủ à, ông chủ có nghĩ là đã quá tin tưởng vào soi lực hay không? Nếu cậu ta có bản lĩnh thì trong từng đó năm qua đã có thể là tay mặt tay trái của bố già Thiết rồi. Vậy mà cho tới tận bây giờ thì... Kẻ nào có bản lĩnh, tao tự biết. Mày sắp xếp cho tao một cuộc gọi bí mật. Lịch thần, tao sẽ nói chuyện với người lo, không cần phải thông qua với soi lực. Biết chưa? Dạ rồi. Sẽ khiến anh dừng lại tất cả những ham muốn kiếm tiền không chính đáng này. Xin em, anh hứa, anh xin em anh sẽ sửa đổi mà. Lương My, đừng. Lương My à, đừng bỏ anh và em. Nếu như anh là một người cha tội của bé Môn, anh hứa anh sẽ sửa đổi. Em sẽ hận anh. Đừng, anh sẽ sửa sai, anh sẽ sửa sai mà. Anh sẽ sửa sai, Lương My, đừng. Đừng em, anh xin em mà. Lương My, Lương My, Lương My đừng. Lương My, Lương My. Mãi bên em.
Lương Ly, có phải là em không? Em đã về với anh, em không còn giận anh nữa. Em không hề oán trách anh, nhưng anh đã hứa là suốt đời yêu thương chăm sóc em một. Tại sao anh lại thất hứa? Tại sao chứ? Không có, anh vẫn yêu thương Kim Cương bằng cả trái tim của một người cha. Đó là tất cả cuộc đời anh, là hiện thân của em mà. Anh nói dối. Nếu anh yêu thương con, tại sao anh lại làm mất nó? Tại sao anh lại để người ta hãm hại nó? Anh xin lỗi em, anh đã không làm hết cách để bảo vệ con. Anh mau đi cứu Kim Cương đi, đừng để cho con phải chịu tổn thương như em ngày trước. Sai lầm của anh phải trả giá bằng chính sinh mạng của em là quá đủ rồi. Đó là nỗi đau lớn nhất cuộc đời anh, là những gì anh nợ em và con, không cách gì bù đắp được. Vậy anh mau đi cứu con đi anh, nó đang gặp nguy hiểm. Lương My, Lương My, Lương My à, Lương My à, em, Lương, Lương My. Anh Thiết, anh Thiết, anh Thiết, anh lại đau đầu nữa hả? Từ bên ngoài em đã nghe tiếng la hớt hải của anh, đem gọi bác sĩ cho anh nha. Không cần đâu, anh không sao. Em biết là anh lo cho con gái của mình, nhưng anh cũng đừng quên còn trách nhiệm với mẹ con em nữa đó. Nếu như anh có mệnh hệ gì thì... Alo, tôi nghe đây. Sao? Bệnh viện hả? Người ta báo tin Kim Cương đang ở trong bệnh viện, em mau theo anh tới đó, nhanh đi em. Dạ. Anh Quay, hay là mình tìm cách khác đi. Chứ bây giờ mình ở đây mình không có an toàn đâu. Theo dõi gì không phải là cách, mình không dễ dàng tiếp cận ông đâu. Nếu mình có cách nào hay hơn thì mình nói tao nghe thử coi. Anh cũng biết mà, bố già Thiết có đứa con gái bị mất tích, ông coi nó như là bảo bối của ông. Nếu như mình tìm cách mình có được nó ở trong tay, em nghĩ là nhiều khi không phải là Kim Cương, mà nhiều khi là cả một gia tài ông cũng giao cho mình nữa. Đồ ngu. Vấn đề là mày phải làm thế nào để mà mày nắm nó trong tay kìa. Nếu bố già Thiết quan trọng hơn chính sinh mạng của mình, thì mày nghĩ ông dễ dàng để cho mày đến gần với nó sau cái vụ việc này không? Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ mình đâu có cách nào đâu. Mình không làm thì mình sống dở chết dở. Tại sao mình không thử? Tao chỉ muốn đích thân đi tìm thấy nó, với cái danh nghĩa là ân nhân, để nhử cái con mồi lớn là bố già Thiết. Bây giờ sao anh? Bám theo. Dạ. Kim Cương, Kim Cương, con gái của ba, Kim Cương à? Dạ. Con cho hỏi hai người là ai vậy? Tôi là ba của bệnh nhân. Con gái của tôi vào đây lâu chưa vậy? Dạ, đêm hôm qua có người nào đó đã đưa cô ấy vào đây với vết thương trên vai khá nặng. Trong lúc gấp rút thì người đó đứng ra bảo lãnh phẫu thuật luôn rồi. Và do vết thương sâu cho nên hiện giờ bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh lại được. Rồi người tốt bụng đó đã bỏ đi
sau khi để lại số điện thoại của ông. Vậy cho hỏi, có nguy hiểm tới tính mạng không vậy? Dạ, hiện thời chúng tôi vẫn chưa tiên lượng được điều gì. Hai người ngồi chờ một chút đi, tôi sẽ sang báo với bác sĩ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy mẹ? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ. Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Có phải mẹ muốn đưa con đi cùng không mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Kim Cương à, mẹ ơi, em có sao không vậy hả? Em có sao không? Để tôi đi gọi bác sĩ. Mẹ nha. Ơi, Kim Cương à, mẹ ơi. Thằng quay, không lẽ là hắn? Thì ra hắn im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài bị tống về Việt Nam là để theo dõi bố già. Nếu hắn biết Kim Cương chính là con gái cưng của ông Thiết thì sao? Không biết chị hai có gặp chuyện gì không? Mình phải làm sao bây giờ? Mai mốt á, lúc mà chị không có ở nhà, nếu mà em có chuyện gì lo lắng á, thì em cứ nhờ anh Cao Bằng giúp đỡ cho. Tuy ảnh là cháu dì Băng, nhưng chị thấy tính tình của ảnh không phải là người hẹp hòi ích kỷ như bà ấy đâu. Nếu như những gì chị hai nói là không phải, thì anh ta sẽ mét lại dì Hà Băng. Như vậy là không xong. Thằng chó chết này, gan của mày chắc cũng to bằng gan trời. Để tao mời gan mày ra thử coi nó lớn cỡ nào. Mà mày dám bắt con hai ngọc ngà của ông chủ, có phải mày trang sống phải không? Anh Trung ơi, anh tha cho tôi đi anh Trung. Tôi biết cái gì tôi nói hết trơn rồi anh Trung ơi, đừng có giết tôi. Tha cho tôi đi mà anh Trung. Tha cho tôi, tha cho tôi đi anh Trung. Nếu mày muốn sống thì khởi mau, còn hai đứa ở đâu? Có một con nhỏ con gái ngoài nghĩa địa, giải cứu cô hai. Mày nói gì? Con nhỏ đâu hả? Nhỏ đâu? Có một con nhỏ con gái ngoài nghĩa địa, không biết nó là ai. Nó tự xưng nó ra là đại ca khu nghĩa địa. Rồi có một thằng râu ria xồm xoàm đánh đàn em tôi, rồi mở đường máu cho cô hai chạy thoát rồi. Khốn kiếp, tại sao bây giờ mày mới nói hả? Anh Trung, anh ở lại đây xử bọn chó chết này. Tôi về gặp ông chủ rồi quay lại khu nghĩa trang tìm thử có manh mối gì không. Dạ, em nghe rồi ông chủ. Ông chủ nói sao? Đã tin của cô hai, cô hai đang ở trong bệnh viện hả? Còn hôn mê gì giống thương đất nặng hay sao? Dạ,
đánh. Mang con nhỏ nó lớn thiệt, bị bắt suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng chạy thoát. Tao đang nghĩ chỉ một mình con nhỏ đó chắc chắn không bao giờ thoát khỏi bàn tay của bọn bắt cóc cách dễ dàng như vậy. Tao cảm nhận là kẻ rình rập viên kim cương xanh kia không phải chỉ riêng chúng ta. Mày thấy sao? Giang hồ đang sầm sì bàn tán về cái chuyện viên kim cương xanh vô giá đã thất lạc 20 năm qua đó anh. Họ nói gì? Không nhiều, nhưng mà mỗi khi nhắc tới viên kim cương, ai cũng tỏ lòng tham, muốn chiếm lấy làm của riêng. Công nhận, tai mắt của họ thật là ghê gớm. Không chỉ những thế lực ở trong nước, mà còn những thế lực ở ngoài nước nữa. Mẹ nữa, nếu 20 năm trước tao liều lĩnh một chút xíu, biết đâu hôm nay cục diện đã thay đổi rồi. Có viên kim cương xanh ở trong tay thì ngon quá rồi phải không anh? Bởi vì vậy, hôm nay tao không thể nào sống trong quá khứ. Tao phải thay đổi. Một khi tao nắm được viên kim cương trong tay, nếu tìm được nó, chẳng lẽ anh định dâng hai tay cho lão Chu Sang Hen? Dù sao đó cũng là công sức của chúng ta mà. À không, của anh Quay. Mày cứ yên tâm, không bao giờ mày mất phần đâu. Đừng ngồi yên một chỗ nữa, giờ hãy đến bệnh viện. Tao sẽ tìm cách tiếp cận với con gái của bố già. Không được, hoàn toàn không được. Bây giờ người nhà của nó bảo vệ kỹ lắm, khó mà tiếp cận được nó. Tao đã nói với mày rồi, tao tự biết tính toán. Đi anh Quay, đừng có nhiều lời. Con đừng có sợ, có bà ở đây sẽ bảo vệ cho con. Tỉnh lại đi con. Chỉ cần con tỉnh lại, bà có thể đánh đổi bất cứ điều gì cũng được. Con chào bác. Kim Cương vẫn chưa tỉnh hả bác? Chưa tỉnh. Ủa mà sao cháu biết? Dạ con về tới biệt thự thì con thấy Kim Nguyên đứng ngoài cổng. Khi biết được Kim Cương đã trở về an toàn rồi, cô ấy rất là muốn được vô bệnh viện để thăm Kim Cương. Con không thể ngồi yên được, con muốn biết được tin của Kim Cương như thế nào, nên con đã đến nhà của bác. May là gặp anh Dũng nên con năn nỉ ảnh đã chở con tới đây nè. Con nhất định sẽ tìm ra cái bọn chó chết nào dám làm hại Kim Cương trên nóng nổi này. Từ bây giờ cậu không được rời Kim Cương nửa bước. Tất cả những công việc khác tôi sẽ tự mình sắp xếp. Cậu nghe rõ chưa? Dạ. Dạ thưa ân nhân, ngài cho gặp tù có điều gì cần dạy bảo? Tôi muốn ông giúp tôi một việc. Ngài là ân nhân của tôi, luôn che chắn cho công việc làm ăn của tôi được thuận lợi. Những khi tôi gặp khó khăn, cũng chính ngài giúp tôi xoay sở, lao ngược tình thế. Giờ ngài muốn tôi làm bất cứ điều gì, tôi cũng xin lược sẵn lòng. Ông không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn ông đem lực lượng của mình chịu trách nhiệm bảo vệ buổi trưng bày triển lãm kim cương do chính tôi tổ chức. Ông làm được không? Hứa chắc với ngài, tôi sẽ làm được. Làng em của tôi sẽ bảo vệ khu vực trưng bày kim cương của ngài, tuyệt đối không sơ sẩy. Ông nói được thì phải làm được. Buổi triển lãm có mặt viên kim cương xanh vô giá, nó là bảo vật của hoàng gia. Bên cạnh đó là vô vàn những viên kim cương trắng lớn nhỏ khác nhau. Trách nhiệm này lỗi bằng tính mạng của ông lớn. Tôi xin lực đặt tính mạng của mình vào tay ngài. Thằng em trai của tôi nó là lực cứu sống, nhờ vào trái tim của thằng trước đây đã làm dơ áo tôi. Một phần cũng từ công của ông, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không lấy mạng của ông nếu như mà có bất chắc xảy ra trong buổi triển lãm đó. Xin ngài hãy tin tưởng ở tôi.
Alo, tôi nghe. Ông cũng biết lý do tại sao có cuộc gọi này. À, dạ, tôi biết. Nhưng tôi cần thêm một thời gian ngắn nữa. Bây giờ tất cả sẽ dần hé mở, sẽ rất sớm thôi mà. 15 năm trước ông cũng bắt đầu bằng câu nói như vậy, chỉ cần thời gian ngắn. Giờ 15 năm sau ông cũng bắt đầu bằng câu nói, chỉ cần một thời gian ngắn. Ông thích thử thách lòng kiên nhẫn của tôi lắm sao? Bất cứ chuyện gì cũng cần phải có thời gian chuẩn bị. Hơn nữa đây không phải là một kế hoạch dễ dàng. Tôi coi trọng sự hy sinh của ông. Không phải là ai cũng có thể đem vợ con mình đặt vào tay kẻ địch. Nhưng ông nên nhớ, kết cục của những kẻ không làm tròn lời hứa là như thế nào. Xin hãy tin tưởng ở tôi, tôi sẽ mang về kết quả trong một thời gian sớm nhất. Lực, hy vọng đây là lần cuối cùng tôi còn kiên nhẫn nghe lời hứa của ông. Chú cần con ra ngoài mua ly cà phê uống cho tỉnh táo không? Được rồi, cậu ngồi ở đây trong trận kim cương cho tôi một lát. Dạ. À, Kim Cương, Kim Cương, con tỉnh rồi hả? Kim Cương, Kim Cương, con. Bà không sao chứ? Con đang ở đâu vậy ba? Con đang ở bệnh viện. Con còn đau lắm không? Vết thương trên vai con nặng lắm. Con cứ nằm, đừng cử động nghe. Kim Cương à, em thấy trong người sao rồi? Em có đau và mệt lắm không? Em có nhớ bọn nào đã ra tay với em không? Nó vừa tỉnh lại, cậu hỏi han gì nhiều vậy? Mau gọi bác sĩ cho tôi đi. Dạ. Con. Dạ. Con còn yếu lắm, chưa ngồi dậy được đâu. Nghe lời ba, nằm yên nghe con. Con khỏe rồi mà ba. Nhưng mà tại sao con lại ở đây vậy ba? Con không nhớ gì hết sao? Ai đã gây ra vết thương này cho con? Ai đã đưa con vô bệnh viện? Con không nhớ được hả? Dạ. Dạ chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, con gái tôi đã tỉnh, nhưng không hiểu sao dường như trí nhớ của nó có vấn đề. Được. Kim Cương à, em có nhớ anh là ai không? Ước gì em có thể quên anh luôn cho đỡ phiền phức. Có lẽ do chấn động cũ còn chưa dứt, lại vừa trải qua một ca phẫu thuật nguy hiểm, nên tinh thần của bệnh nhân chưa ổn lắm. Nhưng không hề gì, cô ấy hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ. Dạ cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Kim Cương đã không sao rồi. Cậu về nhà thay tôi sắp xếp một vài việc. Tôi sẽ ở lại đây tới khi nào nó hoàn toàn khỏi hẳn. Ba, con không có sao rồi mà. Đừng có cãi lời ba. Cứ nằm yên nghỉ ngơi, mọi chuyện để ba sắp xếp. Nghe. Sao cậu còn đứng đó? Đi đi. Dạ. Là cậu phải không? Kế hoạch hoàn hảo tôi dày công sắp xếp, cũng vì cậu mà đổ dở phải không? Bà chủ à, bà đừng quên đây là chỗ nào. Chỉ cần một chút sơ suất, bố già sẽ cho bà biết thế nào là lễ độ.
Bà đừng mong thoát khỏi đây để giờ bản an toàn. Cậu đang đe dọa tôi đó hả? Vậy sao còn chưa đến gặp bố già tố cáo với ổng là tôi là kẻ chủ mưu lấy mạng con gái của ổng? Vì tôi làm như vậy là giúp bà chứ không phải để hại bà. Chỉ còn một chút nữa, sinh mạng cô ta đã nằm trong tay tôi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi có thể tin điều cậu làm là đang giúp tôi hay không chứ? Bà muốn tin hay không thì tùy bà. Chuyện này với ba hay không? Liệu ba có tin mình hay không? Chị Hai ơi, chị phải binh vực cho em. Nhưng mà lỡ như mình bị dì Hà Băng trút giận thì sao? Đêm hôm qua có thật không phải mày đẩy cửa vào phòng làm việc của ba mày không? Tao nghĩ mày có gan đến đâu mày cũng không dám làm chuyện đó. Được, nhưng cho dù đó là ai thì mày cũng không được nói chuyện này cho ba mày biết, hiểu chưa? Tại sao lại như vậy? Đồ ngu, mày nói ra thì ông ta sẽ tin tưởng mày sao? Trong mắt của ổng chỉ có đứa con gái duy nhất là Kim Cương. Đi đứng cái gì vậy? Dạ xin lỗi. Ủa Vĩnh Anh, là mày sao? Đúng là mày Dương Dũng rồi. Mấy lần họp lớp á đều không gặp nhau, vừa mới có số điện thoại á thì gấp gáp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp này. Vậy là tao với mày cũng có duyên lắm đó, mày nói con có phải không? Ừ. Mà tại sao mày lại tới bệnh viện vậy? Thực ra thì tao có một người bạn đang nằm trong bệnh viện. Tao thấy sắc mặt của mày không được tốt lắm, người bạn này chắc là rất quan trọng đối với mày đúng không? Cũng có thể gọi là như vậy. Cô là con gái của sếp tao. Mà nghĩ cũng tức cười thiệt, mười mấy năm trời không gặp, ai ngờ lại gặp nhau trong bệnh viện. Nói thật lòng thì tao cũng không muốn giấu mày, hiện tại tao đang làm thêm, tao làm tiếp thị thuốc tây cho bệnh viện. Cho nên tao hay ra vào chỗ đó. Làm thêm tiếp thị? Mày không nói giỡn chứ? Vậy công việc chính của mày là gì? Hồi trước thì tao tốt nghiệp lập trình máy tính, sau đó thì tao làm việc cho một cơ quan nhà nước. Còn bây giờ thì thất nghiệp rồi. Nè, còn mày, nghe nói bây giờ mày đang là nhân viên chủ lực của một tập đoàn lớn, vậy là mày đã mua nhà riêng rồi đúng không? Làm gì có cái gọi là nhân viên chủ lực, chỉ là nhân viên quèn thôi. Tất cả đều hành. Nếu như có thể, tao sẽ xin cho mày một công việc hợp lý. Nhớ giữ liên lạc, đừng có đổi số điện thoại đó. Tao với mày là bạn bè lâu ngày gặp lại, tao không muốn làm phiền mày đâu, bỏ đi. Nếu mày khách sáo như vậy á thì tốt nhất chấm dứt luôn mối quan hệ này đi. Con chưa bình phục hẳn, sao không chịu nghỉ ngơi, con đòi ra đây làm gì?
Ba cũng biết, con sợ nhất là mùa bệnh viện. Đã lâu lắm rồi con không được hít thở không khí trong lành như vậy. Kim Cương à, con tỉnh lại ba vui lắm. Nếu con xảy ra chuyện gì, có lẽ ba không thể nào sống nổi. Ba, con là con gái của ba mà, làm sao mà con xảy ra chuyện gì được. Con rất là ổn, ba đừng có lo lắng nữa nha. Từ nhỏ đến giờ con đều là như vậy. Rốt cuộc con luôn là người lo lắng cho ba. Chuyện lần này cũng không ngoại lệ. Ba à, con thực sự không nhớ gì hết. Con rất sợ bị thương nên con không muốn nhắc tới vết thương này. Ba cẩn thận con. Ba hứa với con là đừng hỏi chuyện này nữa nha ba. Con biết là ba thương và lo lắng cho con, nhưng con là người, làm sao tránh khỏi những chuyện bất trắc xảy ra. Con hứa là con sẽ thật là cẩn thận. Ba đừng buồn nữa nha ba. Gì vậy con? Con muốn xuống dưới chơi. Không được, con á, con ngoan con phải ngồi đây. Chớ lỡ có chuyện gì á thì chú chịu tội không nổi đâu. Nha, ngoan. Thôi, ngồi đây chán lắm, không có gì chơi đó. Thôi mà, con còn nhỏ con phải ngoan phải nghe lời chú. Thôi, ra đó đi, nha. Thương chủ, con yêu mày dám bỏ con tao hả mày? Ba, con dám mình làm sao? Ba đừng đánh chú Vũ mà, đây là tội của con, tại con tự ý đi chơi mình, con xin lỗi ba. Con nhớ, lần sau không được tự ý đi chơi như vậy nghe chưa? Dạ. Lương My à, Kim Cương của chúng ta đã bình yên rồi. Anh hứa từ nay về sau, anh sẽ luôn quan tâm chăm sóc con nhiều hơn. Anh biết em vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho con. Cảm ơn em đã tặng cho anh món quà lớn nhất thế gian này. Trưởng khoa, trưởng khoa xin hãy nghe em nói. Trưởng khoa, hãy cho em giải thích một lần đi mà. Tôi nghĩ cậu không cần phải giải thích thêm điều gì nữa. Lô thuốc đó rõ ràng là đã có lệnh thu hồi, vậy mà cậu vẫn cố tình lập lờ. Dạ thưa trưởng khoa, thật sự là thông báo thu hồi đó có sau khi em tiếp thị lô hàng đó. Tôi đã nói không là không. Từ đây về sau tôi sẽ không cho nhân viên của mình tiếp xúc với trình dược viên của các cậu nữa. Trưởng khoa, bà chủ, cậu vui lắm phải không? Người vừa được cậu ra tay giúp đỡ đã qua cơn nguy hiểm, không bao lâu nữa sẽ xuất viện về đây. Có khi nhờ chuyện này cậu trở thành người hùng bên cạnh ông ta. Bà chủ à, tôi quên chưa báo cho bà chủ biết một chuyện. Thời gian gần đây, thằng Quay đang tích cực theo dõi và bắt đầu hành động rồi đó. Cậu nói sao?
thằng quay công khai theo dõi chủ này. Hắn ta trở về Việt Nam chưa lâu, rất ít người biết mặt, cho nên dễ dàng trà trộn vào. Tôi nghi ngờ là... Vậy là kẻ đột nhập tối qua vào phòng riêng của ông Thiết là hắn. Bà chủ à, bà nói gì vậy? Không được, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra trước. Cao Bằng, cậu nên nhớ, bây giờ không chỉ riêng mình tôi, nếu như kế hoạch này thất bại thì cậu cũng phải gánh phần nhiều trách nhiệm. Sự việc lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng bây giờ chúng ta không chỉ chống lại một, mà còn có cả thằng quay ở phía khác. Sao, cậu có hiểu tôi nói gì không? Chú. Y tá đã đưa Kim Cương đi kiểm tra vết thương rồi, nên chúng ta có thể nói chuyện. Tôi nghe chú Trùng nói hôm qua cậu vừa cho Út Thẻo thêm một trận à? Con xin lỗi chú, nhưng thực sự con thấy vết thương trên vai của Kim Cương, con không thể nào chịu đựng được. Cậu chỉ là vệ sĩ của Kim Cương, cứ coi như bạn bè cùng lớn lên với nó, nhìn thấy đã xót xa. Cậu nghĩ tâm trạng tôi sẽ như thế nào khi hàng ngày nhìn nó mím môi chịu đựng đau đớn? Chuyện đã đến nước này, tôi mới là người muốn giết nó hơn ai hết. Con không những muốn giết nó, mà còn muốn tóm được kẻ chủ mưu. Có như vậy thì Kim Cương mới thực sự an toàn. Sự an toàn của Kim Cương tôi đã giao cho cậu, vậy cậu không tự tin sao? Giết Út Thẹo không khó, nhưng hậu quả thì rất là khó lường. Đừng để tay mình nhuốm máu vì một chuyện, mà còn có cách khác tốt hơn. Dạ, nhưng mà chú, tại sao chúng ta không hỏi Kim Cương xung quanh về chuyện này? Có thể lúc bắt cóc Kim Cương đã nghe được chuyện gì thì sao? Tôi đã hứa trước mặt Kim Cương là không nhắc tới chuyện này nữa. Tôi nghĩ Kim Cương cũng không thích nghe điều đó từ cậu. Cậu hiểu ý tôi không? Dạ. Lần này để nó may mắn thoát chết, tính ra cũng là sơ suất của mình. Nếu được kéo dài thời gian, xuống tay nhanh gọn hơn, thì có lẽ sai lầm này đã không xảy tới. Mẹ, tối nay cho con nghỉ học anh Văn nha. Sao nghỉ vậy con? Mấy bên đây học nhiều quá, con đuối, con nhức đầu rồi. Nè, con mệt sao vậy? Nói cho mẹ biết coi. Dạ, con nhức đầu, chóng mặt. Bây giờ mắt con mờ, chắc con bị stress quá mẹ ơi. Trời ơi, nghiêm trọng vậy sao? Sao con không nói cho mẹ biết? Hay là mẹ nói anh Bằng đưa con đi bác sĩ nha? Dạ không cần đâu. Bây giờ con nghỉ học, con lên phòng con nghỉ là con hết liền à. Mẹ xin lỗi con nha. Mẹ sẽ không bắt con học nhiều nữa đâu. Hay là tối nay cả nhà mình ra ngoài ăn tối cho con thoải mái nha. Dạ không cần đâu mẹ. Tối nay con có hẹn với mấy bạn đi sinh nhật rồi. Với lại đi với bà, nhìn ổng Thiên Vĩ với con Kim Cương con thấy ngứa mắt lắm. Rồi thêm con Ruby nữa, chắc con chết luôn á. Thôi được rồi, nếu như con không thích đi, mẹ không ép con ha. Yeah. Nhưng mà sao nữa? Con hết tiền mua quà rồi. Mẹ cho nha. Dạ. Nè, anh cảm ơn mẹ. Alo, tôi nghe. Thank you.
Kim Cương, Kim Cương, sao em lại đứng đây? Bệnh nhân thì phải vô nằm trong phòng bệnh chứ. Thì đi vô. Thôi á, để em ngồi được rồi, em cũng mới nằm mà. Nè, anh gọi em là bệnh nhân, vậy anh đang đi thăm bệnh đúng không? Thì đúng rồi. Không những anh vô thăm bệnh, anh còn có trách nhiệm bảo vệ cho em, để cho em không xảy ra một sự cố nào nữa. Vậy thì quà thăm bệnh của anh đâu? Sao anh đi tay không tới đây vậy? Quà gì chứ? Thôi anh quên. Cho anh xin lỗi đi, lần sau anh sẽ mua quà cho em. Với lại anh nghĩ là con gái cưng của chú Thiết mà, đâu có thiếu thứ gì đâu, cho nên chắc là không cần quà của anh. Người khác á, thì em không cần, nhưng mà anh á, anh tới đây ồn ào chết đi được, càng làm cho em mệt thêm. Vì vậy em bắt anh phải đền bù. Ủa bộ anh ồn ào lắm hả? Ừ, chứ gì nữa. Xin lỗi nha. Lúc nãy Kim Nguyên có gọi điện cho anh, là bận buổi diễn từ thiện gì đó ở trường, cho nên là không tới đây thăm em được. Buổi từ thiện? Chắc là đột xuất, chứ trước đó em chưa từng nghe nói tới. Phải rồi, Kim Nguyên gọi điện cho anh, nói là muốn gây quỹ từ thiện gì đó giúp cho trẻ em nghèo để mổ mắt, cho nên là muốn kết hợp giữa trường và bệnh viện để tổ chức buổi diễn này. Nhưng mà không sao đâu, còn tổ chức nhiều đợt lắm, em có thể tham gia được. Ghê ha, lạ quá nha. Hình như trong vòng một tuần mà anh đã thân thiết với bạn em nhiều hơn em nghĩ rồi đó. Thân thiết gì chứ, anh đâu có thích cổ mà. Chắc không. Cố tình hả? Cố tình. Ui da, ui da, ui da. Anh xin lỗi. Thấy chưa, anh tới đâu có gì tốt đẹp đâu. Anh xin lỗi mà. Nằm nha. Alo. Em vẫn khỏe chứ? Em đã bị lung lai bởi hắn Hồng. Không bao giờ có, không đời nào có chuyện đó xảy ra. Anh không thể nghi ngờ em như vậy chứ. Thưa gì, tuy là con chưa gặp mặt gì lần nào hết, nhưng con nghe chị hai nói là dì tốt bụng lắm, dì thương chị hai con lắm. Dì ơi, con xin dì hãy phù hộ cho chị hai của con được tai qua nạn khỏi nha dì. Chị hai con mà có chuyện gì con lo lắm, con không sống nổi rồi dì. Ruby, sao con lại quỳ ở đây? Ba. Dạ, con muốn khấn dì phù hộ cho chị hai. Con nghe chị hai nằm bệnh viện, con lo lắm. Chị hai của con không sao, bà ấy là người tốt, sẽ bảo vệ cho chị hai con cũng như ngày xưa từng bảo vệ cho ba. Ba, có phải Thạch Anh hay ăn hiếp con không? Dạ, con không sao đâu ba, tại em còn nhỏ mà, cho nên hay nghịch ngợm. Bản thân con làm chị, con nhường nhịn em được, có khổ cực gì con cũng chịu được hết, con không có sao đâu. Con ngoan, con có muốn vô thăm chị hai không? Chị hai con tỉnh rồi, mới vừa tỉnh lại đã hỏi con rồi đó. Vậy hả ba? Chị hai tỉnh rồi hả ba? Ba ơi, ba cho con vô thăm chị hai nha ba. Con cảm ơn ba.
cậu qua phòng tôi gấp. Dạ. Dạ anh cho gọi em. Cậu ngồi đi. Dạ. Đây có phải là số liệu báo cáo tình hình đầu tư biển vàng hay không? Dạ phải. Dạ, đây là báo cáo mới nhất. Chú đã kiểm tra kỹ chưa? Dạ, dĩ nhiên là chính em kiểm tra kỹ rồi, em mới chuyển nó qua cho anh. Vậy còn báo cáo chú vừa mới mail cho tôi thì sao? Mail? Anh nói mail nào? Mail mới hồi sáng này. Sáng này? Ừ. Chú đừng nói với tôi là chú không biết nha. Dạ, em đâu có gửi mail nào sáng nay cho anh. Chú coi đi, có phải email của chú hay không? Dạ đúng là mail của em. Nhưng mà số liệu trong email này hoàn toàn khác với là báo cáo của chú. Vậy cái nào là chính xác? Dạ em sẽ kiểm tra lại. Nhưng mail này hoàn toàn không do em gửi. Vậy thì là ai? Tại sao lại có email của chú ở đây? Tìm nguyên nhân và xử lý ngay lập tức cho tôi. Dạ. Dạ em sẽ gọi bên bộ phận công nghệ thông tin để cho xử lý liền. Nhanh lên. Dạ. Chào anh. Mày chịu trách nhiệm liên lạc với sói lực bao nhiêu lần lại? Sao mày lại không phát hiện ra những dấu hiệu bất thường ở lo? Ông chủ xin tha lỗi, nhưng mà thật sự em chưa thấy sói lực có dấu hiệu gì phản bội chúng ta. Cho dù em biết nguyên tắc là không thể tin tưởng một người tuyệt đối, nhưng mà ông chủ à, cho người theo dõi xem bấy lâu nay nó đã làm gì, rõ chưa? Dạ rõ. Còn thằng A Quay thì sao? Vẫn chưa có lộng tiếng gì hả? Dạ thưa ông chủ, hơn 10 năm thì tên Thiết đó đã đề phòng rồi, cho nên thằng Quay sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận tên đó. Ông chủ à, em có một thắc mắc. Chuyện gì? Nói liền. Tại sao chúng ta không cho tiến hành kết hợp kế hoạch, cho thằng Quay và bà chủ trong ứng ngoài hợp? Như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ tiến hành dễ dàng hơn. Mày ngu lắm. Một thằng đã từng phản bội mày, nó sẵn sàng lặp lại âm mưu đó một lần nữa nếu như có dịp. Chị hai, chị hai có sao không? Chắc vết thương này chị hai đau lắm hả chị hai? Chị hai không sao. Nếu chị có vết thương nhỏ như vậy mà chị không chịu được thì làm sao chị hai có thể bảo vệ được cho em? Em sợ lắm. Dì Hà Băng nói là chị hai không có về nữa. Nếu mà chị hai không về nữa thì Ruby cũng đâu còn ai người thân ở nhà đó nữa đâu. Có thể là Ruby sẽ bị dứt ra đường á. Ruby, em không có được nói như vậy nữa nghe chưa? Chị hai đã nói với em rất nhiều lần rồi, không được có suy nghĩ bậy bạ đó. Nhưng mà dì Băng nói với em như vậy sao? Ruby, em nghe chị hai nói nè, em không được nói gì với ba chuyện này hết. Đừng kể cho ba nghe chuyện dì Băng hăm dọa em. Tính mạng của chị sẽ gặp nguy hiểm đó, em biết không? Hơn nữa chị cũng không muốn ba buồn. Dì Băng cho dù có quá đáng cỡ nào thì cũng là mẹ của con trai ba. Nếu ba nổi giận vì một chuyện đã qua thì chị nghĩ là không đáng. Chị hai, em hiểu ý chị hai rồi. Em không nói gì đâu. Nhưng mà ông chủ à,
Tính mạng của thằng Quay nằm trong tay chúng ta, không lẽ nó dám? Một khi nó đã lấm lượt số kim cương đó trong tay, nó không còn thiết gì tới sinh mạng lòng. Lực dù chuyện này ta tự biết sắp xếp. Còn mày nghe, trong vòng ngày mai tao muốn biết toàn bộ hành tung của Lo và Sói Lực, rõ chưa? Dạ rõ. Nghe nói không lâu nữa con nhỏ đó sẽ về nhà. Cậu không nghĩ là nó sẽ đem mọi chuyện kể lại cho ông ta chứ? Tôi không nghĩ nhiều như vậy, thưa bà chủ. Con nhỏ đó nó rất thông minh. Nếu như nó muốn nói thì có lẽ nó đã không im ắng. Vô đi. Dạ thưa chú, gọi con. Con nghe nói chiều nay Kim Cương xuất viện. Kể từ giờ phút này cậu phải theo sát Kim Cương, không được rời nó nửa bước. Cậu không được để lặp lại sự việc này thêm lần nữa, được không? Dạ, con xin cam đoan với chú, trừ khi nào Kim Cương về tới nhà, nếu không con sẽ không rời Kim Cương nửa bước. Bình thường người tôi tin tưởng không nhiều. Có phải chú đang lo chuyện công ty về vấn đề đầu tư mà trước đây con từng theo dõi? Phải. Tình hình bây giờ có vẻ rất bất lợi cho chúng ta, nhưng tôi sẽ tự nghĩ cách. Không thể để cậu một tay làm hai việc được. Như vậy với tôi, cậu và Kim Cương đều chẳng có lợi ích gì. Dạ thưa chú, nếu chú tin tưởng, con có thể tiến cử cho chú một người có được không ạ? Thằng chó chết, mày đã cố gắng làm chuyện ta rồi thì phải cố gắng gánh chịu hậu quả chứ. Tôi biết gì, tôi đã khai hết rồi. Tôi biết cái gì, tôi đã nói ra hết với anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi chỉ là thằng buôn lậu hết thôi, chứ không phải giang hồ gì hết đó. Nhưng mày cũng phản kháng khá lắm chứ. Bây giờ mày muốn chống phải ngọn nổi. Đám tàn quân của mày, tụi nó đang trốn tui trốn nhủi ở đâu hả? Mày không nổi, hôm nay không ai cản được tao thịt mày đâu, ra thằng chó. Tao hai lần thể ngọc mà mày cũng lỗ mãn đụng vào. Bây giờ tao thấy cô hai bị chém vào chỗ nào, tao sẽ chém vào chỗ đó. Nói được rồi. Con vừa hôm nay mình tới số rồi. Tôi khai. Về nhà thiệt là thoải mái. Trời ơi, cẩn thận con. Trời ơi, ba đã dặn rồi. Dạ mà. Không. Không có gì bằng nhà mình hết ha ba ha. Bà cũng biết, con rất là ghét cái mũi bệnh viện mà. Nè, không chỉ con mình con, mà ba cũng không thích nhìn con gái của mình ngày nào cũng ra vô chỗ đó. Cho nên con phải hứa với ba, con phải biết tự mình bảo vệ mình, nghe chưa? Đó, anh nghe ba nói gì chưa? Nghe chứ sao không nghe. Chú mới vừa nói là em phải biết tự bảo vệ cho bản thân mình hả? Nè, anh là vệ sĩ của em thì trách nhiệm đó phải thuộc về anh chứ, đúng không? Nè nha, mai mốt á, con mà có đứt tay hay gì á là ba phải tìm anh Dũng hỏi tội. Bây nè, tuyệt đối không được nói xui xẻo. Thôi con lên thay đồ đi. Ba con nói gì sáo, nấu mấy món ngon để cho con tắm bổ rồi. Dạ, con gái cảm ơn ba. Mà con lớn rồi, con tự biết lo cho mình được. Thôi, ba đi làm đi. Dạ.
Con cũng lớn rồi. Thật ra em chỉ là một cô bé có tâm hồn nhỏ xíu vậy thôi, được đặt trong một cái thân thể lớn như vậy. Chứ nếu thật sự mà em lớn hả, thì em đâu có nghịch ngợm, em đâu có quậy phá như vậy. Nè, anh còn dám chọc ghẹo em hả? Lâu lắm rồi anh chưa bị ăn đòn đúng không? Cũng đang ngứa ngáy quá, cũng đang cần lắm. Nè, nè, đã thèm nè. Anh đứng lại. Thử đi, thử đi. Đừng có giỡn nha, đừng có thấy tôi bị thương mà không đánh được nha. Đấy. Thử anh đi. Nè, anh giỡn hả? Anh hả? Đứng lại không? Thôi, ngu gì đứng vậy? Lại. Ôi da. Xin lỗi cô hai. Kim Cương, em có sao không? Em không sao. Đến đêm lên phòng. Mấy chục năm bây giờ thiên hạ đòi bứng bỏ. Mình chui vô cái chai này rồi á thì đâu có phải lo gì. Nghĩa Trang. Cha tên Nghĩa, con tên Trang, tên nó giận vô cái mệnh luôn rồi. Đố cha thằng nào mà giật cái tên nó ra được, xóa cái tên nó đi được. Nghe nói tuần trước con gái của một ông đại gia bị bắt cóc, tụi nó giam con nhỏ ở một nhà quan trong nghĩa địa, tưởng tống tiền được bố già, ai dè đám bắt cóc bị tóm sạch không còn một thằng nào hết. Đâu có, nghe đồn là chưa có tóm được hết, còn cái đám tàn quân ai á mà tìm được tụi nó hổng chừng là được thưởng hậu hĩnh vô cùng. Chí được. Bữa nay trong nhà có mưa tiền, không lẽ hên vậy? Nhưng mà người ta nói là đỏ cái này đen cái khác phải không? Nhà sắp bị dở rồi, tôi với cha sắp phải ra đường ở đó. Ở đó mà cứ lè nhẹ hoài. Nè, sao ông giỏi á, chui vô cái chai nè, ngủ luôn đi, khỏi mấy con kiếm chỗ. Mày khỏi thách tao, tao mong như vậy lâu lắm rồi. Chui vô, tao đứng yên luôn. Hả? Tao không có đưa tay xin tiền mày nữa. Đã quá. Trời ơi. Ê, cái bữa hôm mà mày bị quánh á, có phải là mày ở trong cái khu nhà quan ở sau nghĩa địa đúng không? Đúng không? Ừ. Hỏi chuyện đó làm gì? Chuyện qua rồi. Ê, cha đừng có nói là cha xót tôi mà cha đi trả thù nha. Thôi, bỏ ha, can ha. Nằm mơ ban ngày có hại cho sức khỏe lắm à. Tao đâu có rảnh mà tao hỏi mày có phải là như vậy không? Bữa đó ngoài mày còn có một đứa con gái khác nữa, đúng không? Hả? Nói ta nghe thử coi. Tôi không có nói với ba cái chuyện tối hôm đó. Chắc là anh cũng không muốn ba biết, cho nên anh mới bỏ đi như vậy, phải không? Cô quay về phòng của mình đi. Tôi không nhớ ngày hôm đó cô nói là ngày nào cả. Anh không muốn biết tình trạng vết thương của tôi hả? Nghe nói là sâu lắm, mà còn làm độc nữa. Tôi e là... Sao lại như vậy được? Tôi đã dặn họ là phải dùng kỹ thuật tiên tiến nhất mà.
anh còn nhớ rất rõ luôn á. Hôm đó chính anh đã đưa tôi vào bệnh viện. Vì tại sao anh nhất mực không chịu nhận? Tôi hiểu. Dù sao anh cũng là cháu của dì Băng. Dì Băng thì không ưa tôi. Suy ra thì anh cũng không ưa dì tôi hết. Nhưng mà vấn đề là dù sao tôi cũng muốn nói cảm ơn đến anh. Anh nhận nha. Anh đừng có từ chối nha. Kim Cương, Kim Uyên, sao hôm nay đi học sớm vậy? Mình tưởng là bạn còn phải nghỉ thêm mấy bữa nữa chứ. Mình khỏe rồi, khỏe ru luôn đó. Chỉ là cái da này nè, hơi đau chút xíu thôi, do vết thương vừa mới liền lại. Nhưng mà ở nhà mà không được ra đường thì mình không có chịu nổi. Mọi người ở trong lớp nhớ tới Kim Cương dữ lắm. Nhưng mà mọi người chỉ biết là bạn bị tai nạn thôi. Hôm biểu diễn từ thiện mọi người nói là nếu như mà có Kim Cương ngồi đàn piano, đảm bảo là sẽ thu hút mọi người ủng hộ nhiều hơn. Mình á, cũng có nghe anh Dũng kể lại. Cho dù tay mình có đau, mình cũng tới lớp nè. Hy vọng là mọi người không cho mình đứng ngoài cuộc lần này nha. Làm gì có, yên tâm. Nhưng mà bộ anh Dũng, ảnh tính đi theo bạn vô lớp học luôn hả? Nè, vệ sĩ, tới giờ em vô học rồi. Nếu mà anh thích học đàn á thì về nhà gọi em bằng sư phụ, em sẽ chỉ dạy cho. Cái gì? Học đàn của em á hả? Ừ. Nói thiệt với em nha, anh nghe tiếng đàn của em anh muốn nổ hai cái lỗ tai luôn đó. Anh ở đó mà học. Anh không có thích vô trường đâu, nhưng mà tại vì lệnh của chú Thiết. Ủa mày không nghe chú Thiết nói gì sao? Anh này dạ, làm gì vậy? Chưa cái tật á hả, dám đem ba ra làm áp lực với em hả? Ủa mà ba em nói gì vậy? Chú Thiết đã liên lạc được với thầy cô ở trong đây rồi, và họ đã đồng ý cho anh ngồi ở trong lớp để âm thầm bảo vệ trực tiếp cho em. À, đây là mệnh lệnh chứ không phải là lỗi của anh nha. Anh đâu thích vô trường đâu, mà tại vì phận anh mà làm công ăn lương nên em thông cảm nha. Anh rồi quyết định cho nha. Nè Kim Cương, Kim Cương, Kim Cương. Đợi với. Hả? Dám giỡn mặt với tao hả? Hả mày? Mày là ai? Mày là thằng nào mày? Tôi biết là ông có ý định gì. Tôi cảnh cáo ông, không được làm hại tới người vô tội. Mày biết tao sao? Nếu ông còn lớn quẩn ở trước cổng trường thì ông đừng trách tôi ra tay độc ác. Nhớ đó, tôi nói được tôi làm được đó. Thằng đó là thằng nào vậy anh? Không lẽ hay là hành tung của mình bị bại lộ rồi? Không lẽ, không lẽ bố già Thiết? Không hề liên quan tới bố già Thiết. Oh!
nhớ thằng đó là thằng nào rồi. Thì ra là vậy. Không thể chần chờ thêm được nữa, chúng ta phải ra tay càng sớm càng tốt. Kế hoạch 15 thất bại, em cũng biết hậu quả thế nào, phải không? Vậy nó phải nằm ở chỗ nào đó trong phòng riêng của nó. Nếu tin tức viên kim cương xanh ở đâu lọt ra ngoài, tự nhiên nó sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của nhiều băng nhóm, nhiều thế lực. Thì ra cái lão già Chu Săn Hen chưa bao giờ tin tưởng tao. Ý của anh nói là cái thằng chặn xe mình đó hả? Nó là ai mà lợi hại vậy? Nó chính là một trong những tên thân tín của Chu Săn Hen. Trước đây có lần tao đã nghe nói nó đang thi hành một mật lệnh rất đặc biệt, cho nên nó mất tích khá lâu. Không lẽ nó cũng được cử sang đây tìm Khâu Báo? Ông Chu Săn Hen cử hai người mình vào cuộc, ý ổng là gì? Hắn ta không bao giờ tin tưởng tao, mà hắn chỉ đem sinh mạng của tao ra để làm mồi nhử cái mớ kim cương đó thôi. Lực nó lại làm dở kế hoạch mà cáo mẹ nói hay sao? Dạ không hẳn là vậy. Em thấy kế hoạch của cáo mẹ trong hoàn cảnh này hoàn toàn không khả thi. Ai không biết một thằng côn đồ nhãi nhép thì làm sao có thể làm khó được bố già. Cũng vội vã. Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngưng lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà. Mình bái phục bạn. Anh Dũng, anh nói là anh phải làm theo mệnh lệnh rồi, vậy mà bạn vẫn có cách dẫn đi về. Thiệt là hay. Bạn có biết tính đến nay á, mình đã quen anh Dũng bao nhiêu năm rồi không? Bao lâu? 10 năm rồi. Hả? 10 năm rồi? Ừ. Hồi mình còn nhỏ xíu xìu xiu luôn. Lúc đó hả, chú của anh Dũng đang làm vệ sĩ cho mình, giống như anh Dũng bây giờ nè. Hồi đó mình với anh Dũng á, thường chơi chung với nhau lắm. Hỏi thiệt nha, nhiều lúc mình thật sự thắc mắc, không biết là thân phận của bạn là gì, mà lúc nào cũng có rất là nhiều người đi theo để bảo vệ. Nhưng mà cho đến khi gặp ba bạn thì mình đã biết lý do rồi. Sao vậy? Bộ ba mình có gì đặc biệt lắm hả? Thì ba bạn rất là uy nghiêm, nhưng mà mỗi khi nhìn ba bạn mình thấy sợ sợ sao á. Ba mình hiền lắm. Còn chuyện vệ sĩ á, chẳng qua là vì công việc thôi. Ba mình là người làm ăn trên thương trường, đương nhiên không thiếu kẻ ghét người thương rồi. Ba mình á, cứ sợ mình bị tổn thương, cho nên mới sắp xếp cho người bảo vệ mình. Nếu vậy, Kim Cương sẽ có những lúc cảm thấy mệt mỏi và khó chịu lắm đúng không? Mình hỏi Kim Cương cái này nha. Làm sao mà Kim Cương có thể thoát được ra khỏi tay của bọn bất lương đó vậy? Với lại cái vết dao này nè, là bị trong lúc đang bị truy đuổi hả? Thì mình cũng chỉ nhớ đến đó thôi. Còn tại sao thoát khỏi á, thì mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà mình có nhớ một điều. Ở trong cái nhà đó thì ghê lắm, ở giữa một cái nghĩa địa luôn, mình á đã gặp một cô gái vô cùng đặc biệt. Tôi muốn điều tra một người. Tất nhiên là tôi đã có thông tin, nhưng tôi cần kiểm chứng thêm một nguồn thông tin khác. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ thưa ông chủ, tôi sẽ báo sớm. Tốt. Còn việc của Hạ Băng, cậu không cần phải để ý tới nữa, tôi sẽ cử người khác. Tôi biết thưa ông chủ. Ai? Dạ là cô. Vô đi. Sao hả? Lại bị con nhóc Kim Cương cắt đuôi à? Dạ không, con vẫn theo sát Kim Cương đó chứ, chú yên tâm. Ngồi đi. Dạ. Con nghe chú Phú nói mạng nội bộ của chúng ta bị hacker tấn công, và vấn đề bảo mật vẫn chưa xử lý được. Không phải là chưa xử lý được, mà tôi không muốn sử dụng cái đám bất tài đó nữa. Con có một người bạn rất giỏi về công nghệ thông tin, mà đặc biệt về lĩnh vực bảo mật, con muốn giới thiệu với chú.
Chú, cậu để đó đi. Con xin phép chú. Anh Thiết. À, chú ngồi đi. Em đã điều tra được chuyện của Lão Phúc và Vĩnh An. Thật ra thằng nhóc đó nó muốn bán thông tin. Chuyện ngân hàng của Lão Phúc có vấn đề ở một số dự án, nhưng Lão Phúc có vẻ không nao núng. Hình như thằng nhóc Vĩnh An không có gì là nguy hiểm lắm, chứng tỏ là ông Phúc cũng không phải là không có vấn đề. Chuyện của Lão Phúc tôi sẽ có cách tính. Đây, chú xem thử hồ sơ này, là người của Dương Dũng giới thiệu đó. Là Vĩnh An. Chú xem thử hồ sơ này, là người của Dương Dũng giới thiệu đó. Mấy người định làm gì vậy? Mày nhìn tụi tao, mày không biết là tụi tao làm gì hả? Làm sao mà tôi biết được? Đại ca tao muốn hỏi thăm mày thôi. Tôi không có quen mấy người. Phải, tuy mày không quen biết tụi tao, nhưng mày quen biết Lão Phúc, coi như mày có dính dáng. Tôi không biết mấy người là ai. Tôi chỉ biết ông Phúc qua một vài người khác thôi. Nè, có chuyện gì từ từ nói. Nói hả mày? Mày hả? Khoan đã. Mày, tôi không liên quan tới ông Phúc. Tôi chỉ được ông Phúc thuê về làm máy tính thôi mà. Máy tính? Máy tính? Máy tính? Mày hả? Mày hả? Nếu quả thật bữa đó mày gặp con nhỏ bị bắt cóc, may mắn, mày may mắn, nó là tiểu thư con nhà giàu quyền lực á. Tức cười. Người ta nhà giàu bị bắt cóc là đúng rồi, chứ tôi mà bị bắt cóc hả, ai mà đi tống tiền được gì? Tống được mấy chai rượu của ông thì có. Mà giả sử cô ta còn sống, xong rồi cô đem một số tiền tới cảm tạ mình thì sao ta? À, mày điên quá. Cổ là ai, mày là ai, ai với ai là ai? Mắc mới gì mà đem tiền tới với mình? Điên khùng quá gấu ơi. Nhưng mà lỡ cổ đem tiền tới cảm tạ mình thiệt thì sao? Mình sẽ dùng số tiền đó, mình sẽ dời đến một chỗ ở khác sang hơn cái khu nghĩa địa này. Dạ con nghe đi chú. Dạ mời anh. Sao vậy anh? Nè, mày đổ rượu này vô dạ... làm sao mà tao uống hả? Là rượu giả đúng không? Dạ không phải đâu anh. Dạ, dạ mấy rượu giả cho dạ, tao dạ, hả mày tỉnh. Đi. Anh bình tĩnh đi anh. Cái này mà là rượu hả? Dạ đúng rồi anh. Kêu quản lý ra đây. Dạ dạ dạ.
nhé. Nếu mà anh cảm thấy không hài lòng á thì tôi sẽ khui cho anh chai rượu mới ha. Tôi thấy anh hiểu chuyện đó. Còn nếu không ha, tôi sẽ làm lớn chuyện lên, kiểm tra liên ngành nó tới đây moi một đống rượu giả của ông đó. Dạ dạ em xin lỗi anh, để em khui cho anh chai rượu khác. Dạ quá đơn hôm nay á. Dạ dạ chúng tôi mời. Thôi khỏi cần đi. Tôi nói á là để cho mấy người đừng tưởng khách tới đây là dễ bị lừa gạt. Lần sau dạy cho tụi tiếp viên dạ, dạ. Phải tiếp đón cho chu đáo. Dạ dạ. Chứ tôi không phải đến đây mà kiếm chuyện để anh Quỳnh đâu. Dạ dạ dạ. Dạ tôi không dám nghĩ anh vậy đâu. Dạ anh cứ ngồi chơi vui vẻ nghe, để tôi đổ cho anh chai rượu khác. Dạ dạ anh thông cảm nghe. Dạ dạ. Chú đi qua bển xem thằng nhóc định dở trò gì. Dạ thưa anh. Tôi có thể mời cậu một ly được không? Tôi có quen ông không? Không. Nhưng ai cũng có thể trước lạ sau quen mà. Nè, cần gì mà phải dài dòng như vậy? Nếu ông không phải là BD thì cũng là đang tìm người hợp tác cái chuyện gì đó. Tôi nói đúng chưa? Cả hai lý do cậu nói đều không đúng. Thì coi như tôi đoán sai. Nhưng chắc chắn là phải có mục đích. Chứ không có một thằng đàn ông nào mà tiếp cận một thằng đàn ông khác ở trong quán bar rượu mà không có mục đích. Cậu rất thông minh. Hèn gì hacker mũ đen dân trên mạng đều biết biệt danh cú đen. Ông còn biết gì về tôi nữa? Biết là cậu có mối quan hệ rất thân mật với ông chủ ở ngân hàng Đông Anh nữa. Thì ra cái đám người mà đánh tôi cách đây không lâu là người của ông hả? Nè, mấy việc giang hồ thử nhau không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ là người dân trong sạch. Nếu trong sạch thì tại sao lại theo dõi tôi? Không phải vậy đâu, cậu đa nghi quá. Chỉ là tôi hay quan tâm tới những người giỏi như cậu. Tôi không cần biết ông là ai và theo dõi tôi với mục đích gì. Nhưng tôi nói cho ông biết, con người của tôi thích rõ ràng lắm. Thuận mua thì vừa bán, tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề. Tôi không cần biết giữa ông và ông Phúc ở ngân hàng Đông Anh có gây hấn gì. Nhưng nếu ai trả cho tôi cái giá cao hơn thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của người đó. Ê, ngồi xuống. Chó, mắc nợ tụi tao không lo trả mà còn ở đây rung đùi mà uống rượu hả mày? Dạ, mấy anh cho tôi thêm một tuần nữa, tôi hứa tôi sẽ trả mà. Mày nói gì? Lần trước mày đã tắt hẹn, mày không trả cho tao. Bây giờ mày còn xin thêm một lần nữa hả mày? Nếu hôm nay mà tao không lấy được tiền của mày thì làm sao tao ăn nói với anh Bảy Đô được? Nè, khoan. Mấy người làm gì vậy? Rượu này là của tôi, mời cậu ta. Bây giờ anh muốn uống hãy chờ tôi rót ly khác. Ông là ai mà dám bênh vực hả? Cậu muốn biết tôi là ai thì hãy về nói với Bảy Đô. Số nợ của cậu này thì anh Phú mắt mèo này sẽ trả. Nè, mấy cậu cầm chút tiền về uống bia và giải khát. Nợ của Vĩnh An không mất đâu mà lo. Cảm ơn Phú. Bữa nay coi như mày hên nha mày. Gặp thần tài hộ mệnh. Nghe không? Tụi em xin phép chào anh Phú. Mày may lắm đó. Uống đi. Đàn ông ra ngoài làm ăn, vướng nợ giang hồ là chuyện bình thường.
đừng có băn khoăn. Bữa nay tôi giúp cậu, bữa sau thì cậu sẽ trả tôi bằng chữ khác. Uống đi. Ông là bố mắt mèo thiệt hả? Tôi nói vậy mà cậu cũng tin hả? Tôi đã nói với cậu, tôi chỉ là người làm ăn lương thiện. Vậy sao cái đám giang hồ đó lại sợ ông? À, thiệt ra là trùng tên thôi. Tôi làm trong công ty đá quý, rất thích đá mắt mèo nên lấy đại cái tên đó. Ai dè trùng tên với lại một đại ca, lâu lâu lấy ra nhát mấy thằng giang hồ chợ nhỏ, ai ngờ cũng không hiểu. Như vậy cũng được hả? Con trai à, ăn một miếng trái cây đi con. Con phải ăn đủ vitamin trong người thì mới khỏe mạnh được. Con không ăn. Nè, không có được. Con không có ăn trái cây mà con lại uống nhiều nước ngọt như vậy nguy hiểm lắm. Ăn đi con. Mệt mẹ quá. Con đã nói là con không ăn rồi mà. Mẹ phiền quá. Con ngoan, con ăn đi rồi mẹ cho con đi chơi. Mẹ nói thiệt hả? Rồi ba có đi cùng không? Con cũng biết là ba bận lắm mà. Nè, con ăn miếng trái cây đi. Không có ba, hai mẹ con mình đi chơi cũng vui mà ha. Ăn đi con. Con đã nói không thích rồi mà. Sao mẹ phiền quá vậy? Con ăn. Mẹ biết con rất muốn có ba bên cạnh. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ đưa con đến bên ba. Mẹ sẽ trả lại cho con một người cha hoàn hảo mà. Xin lỗi con trai của mẹ. Tôi vừa nói chuyện với lão Phúc, lão có vẻ muốn giở trò với dự án biển vàng. Nếu giờ này mà lão Phúc mới nói là không hỗ trợ phía sau cho chúng ta thì dự án biển vàng em sợ. Chuyện lần trước chú nói lão Phúc có thóp gì đó mà Vĩnh An nắm được. Chuyện đó nó có giúp gì được cho mình trong thế cờ này không? Dạ, chỉ là lỗ hổng bảo mật của hệ thống ngân hàng ở bên ổng. Và thằng Vĩnh An nó muốn lão Phúc chi tiền để xử lý chuyện đó, nếu không muốn tài khoản của khách hàng bị bóc hơi ở trên mạng. Chỉ vậy thôi hay còn gì nữa không? Dạ không. Em nghĩ nếu như Vĩnh An có thể biết được lỗ hổng bảo mật hệ thống ở bên lão Phúc, cũng có khả năng hoặc cũng có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin. Nếu thằng nhóc đó thật sự giỏi như vậy thì tụi cớm sẽ không dại gì bỏ mất một nhân viên xuất sắc. Cơ bản hắn chỉ nắn gân được lão ta thôi. Làm ăn ai mà không có phốt. Dạ, anh nói cũng đúng. Nhưng em nghĩ nó đang còn dính nợ nần, cộng với sự bất mãn khi nó bị sa thải thì chắc chắn nó là người chúng ta đang cần. Thôi được, nhưng cần phải cẩn trọng. Dạ, thưa anh, em hiểu. Dạ thưa chú, đây là Vĩnh An, người mà con đã nói với chú hôm trước. Cậu ấy là bạn học cùng lớp với con. Là một người rất giỏi về lập trình máy tính, cũng là một người siêng năng và chịu khó. Cậu đang làm việc cho công ty nào? Dạ, tôi làm việc cho một công ty dược của một người bà con. Dạ, thưa chú, vì một số lý do chủ quan và khách quan trong công việc mà Vĩnh An đã rẽ một hướng khác. Cậu không làm đúng chuyên môn đã bao lâu? Dạ, cũng mới đây thôi. Công ty đang cần một người có năng lực thật sự. Vì cậu là bạn của Dương Dũng, cho nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Khi nào cậu có thể bắt đầu công việc? Dạ, bất cứ khi nào ông chủ muốn, tôi đều có thể nhận việc. Tốt. Cậu đưa cậu ta xuống phòng hành chánh để nhận thủ tục làm việc.
Dạ. Con cảm ơn chú. Cảm ơn ông chủ. Tôi có việc, cậu theo Dũng xuống làm thủ tục. Dạ, cảm ơn ông chủ. Những thứ anh nhờ em làm, em đã làm xong chưa? Chào anh. Xin chào. Tao đã nói với mày rồi, hồ sơ của mày á, có ai mà không nhận đâu. Còn làm việc ngoài chuyên môn á, đó đâu phải lỗi của mày. Dũng à, tao cảm ơn mày nha. Nếu không có mày thì bây giờ tao vẫn là một thằng tiếp thị thuốc tây, không biết bao giờ mới gia nhập tập đoàn lớn như vậy. Một người có năng lực thực sự, sợ gì không có công việc, có gì đâu cảm ơn. Lúc nãy tao thấy sếp của mày không phải là người khó tính lắm. Lúc đầu gặp ổng, tao còn tưởng là một người đầu hối, có cặp mắt kính cận gì như vậy. Rồi mở miệng ra, lúc nào cũng nói một giọng khinh người, có đúng vậy không? Sao mày biết hay vậy? Có gì đâu mà không biết. 10 người thì hết 9 người rất là ngạc nhiên khi gặp ông chủ của tao. Nói chung á, nhìn bề ngoài thì rất là khó nói, nhưng thật ra ông chủ của tao là một người không dễ chịu chút nào. Điều đó thì tao có thể đoán ra được. Chắc hẳn ông chủ là một người rất cầu toàn phải không? Ngày xưa ông chủ rất là nghèo, xây dựng cơ ngơi này bằng 2 bàn tay trắng. Chính vì vậy mà ông ấy rất là trân trọng. Thôi cứ đây làm việc đi. Cố gắng chứng minh năng lực của mình, thế nào cũng được trọng dụng. Ta biết rồi. Cái đám người của mày tìm đó có đáng tin cậy không vậy? Kế hoạch không phải chuyện đùa đâu nha. Sơ suất một cái là chết cả đám đó. Anh yên tâm, chỉ cần có tiền, mọi thứ sẽ được đảm bảo. Vậy thì tốt. Hình như tụi nó tới. Đúng tín hiệu rồi. Có mang đủ tiền không? Tụi mày chưa biết tao cần gì mà đã đòi tiền. Làm gì, chỉ cần nhìn thấy đủ tiền thôi. Cướp bóc, đánh ghen, bắt cóc, chuyện gì tao cũng có thể làm hết. Ê, đừng có nói tụi mày kêu tụi tao đi làm từ thiện nghe. Nhưng mà mục tiêu lần này khó chạm vào đó nghe. Tao chỉ là người bỏ tiền ra thuê, còn hậu quả bất kể khách hàng là người như thế nào, con mồi mạnh mẽ tới đâu, tao chưa bao giờ thất bại. Chỉ cần nhìn thấy tiền. Nhà chỉ còn cái này. Uống được chứ? Mày lấy tao nước lọc được rồi. Mày biết tính tao không thích uống rượu mà. Bao nhiêu năm gặp lại, tao tưởng mày có chút thay đổi, ai ngờ chẳng khác gì ngày xưa. Sống rất là nguyên tắc, không rượu chè, không thuốc lá. Mày sống gì hoài không thấy chán hả? Mày biết tao không có điều kiện mà. Trước đây thì chưa có nghĩ tới, còn bây giờ thì không có thời gian. Mày vẫn ở một mình hả? Nhà cửa thế nào? Tao vẫn sống một mình. Tao thuê nhà để ở, mà tao cảm thấy như vậy vẫn khỏe hơn. Bao năm qua tao vẫn vậy mà. Nếu như đó mày cảm thấy bất tiện á, thì dọn về nhà tao đi. Ở trên lầu á vẫn còn 2 phòng trống. Nhà này cũng gần công ty, mày đi lại cho nó tiện. Tao biết là mày muốn giúp tao, nhưng mà trong chuyện này á, tao có thể tự xoay sở được, không sao đâu. Tao nói thì nói vậy thôi, chứ tao biết là mày sẽ từ chối mà. Tính tình mày tao còn lạ gì nữa, rất là sĩ diện. Nhưng dù sao ngày mai mày vô công ty á, cũng phải tự tin lên. Tao biết mày là một người có năng lực, nhưng mà vẫn muốn chúc mày một câu may mắn. Uống ly được chứ? Uống ít thôi, tao còn lái xe nữa.
bao chi nhớ trong những kỷ niệm của ngày thơ ấu. Cầm tay cha bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi vì con thấy hạnh phúc và thấy xót xa. Đôi bàn tay vất vả đã chai sần và thô ráp như một cánh đồng sao lu chỗ bồng. Con biết cha dành cho con tất cả những gì quý giá, những gì cha nghĩ tốt cho con. Quá. Ba. Con. Dạ. Sao? Vai còn đỡ đau chưa? Dạ, cũng đỡ nhiều rồi ba. Nhưng mà con chưa có tập được violin. Con chỉ có thể tập được dương cầm thôi. Sao con không nghe lời ba? Nghỉ ngơi thêm ít lâu sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của con đâu. Ba cũng biết, con chỉ có mỗi một việc ôm đàn là đáng làm thôi. Nếu như ngay cả đàn cũng không thể được thì con cũng không biết mục đích sống của con là gì nữa. Ba cẩn thận nha ba. Mệt quá Mon ơi. Bác ơi, bác cứu ba con đi. Ba con bị bệnh á. Có chuyện gì vậy? Ba con bị bệnh á bác. Để bác đưa ba con vô nhà. Nè, con cầm đi. Đi cậu. Dạ, để con cầm cho. Đứng dậy đi ba. Nè, con. Hai cha con cứ ăn tự nhiên nha. Hai cha con tôi ăn no rồi. Chắc hai cha con tôi xin phép chú. Cha con tôi cảm ơn chú rất nhiều. Đi con. Khoan đã. Tôi biết gia cảnh của cậu ra sao, nhưng con nhỏ tội quá. Nếu cậu muốn ở lại, cứ ở lại nhà tôi vài bữa cũng không sao. Vậy nha. Tôi cũng thấy cậu là người lương thiện, cho nên tôi cũng không muốn giấu cậu làm gì. Trước đây á, tôi cũng có tiếng trong giới giang hồ, nhưng giờ đã gác kiếm hoàn lương. Tôi sống nghèo nàn thanh đạm, nhưng cảm thấy sướng. Chứ sống cuộc sống giang hồ như vậy lại lo âu, không biết ngày nào lại vướng vào tù tội. Cuộc sống bình dị thì tôi nghĩ ai cũng muốn, nhưng mà đôi khi cuộc đời không chịu theo ý họ đâu chú à. Thôi thôi, thôi bỏ đi. Tôi không hẳn mấy cái trò triết lý đâu. Mỗi người trưởng thành phải biết tự chọn cho mình một con đường đi, và phải chịu trách nhiệm với nó. Vậy thôi. Thôi, để tôi chỉ cho cậu vài chiêu ha. Dạ. Nhìn nè, trước tiên thủ nha. Dạ.
Thưa chú Tư, tôi cảm ơn trong thời gian qua chú đã cứu mang người hoạn nạn. Cái ơn này tôi không bao giờ quên. Nhưng tôi phải ra đi vì rất nhiều việc đang chờ tôi vào lúc này. Tôi thấy ngôi nhà này của chú đã dột nát. Tôi để lại cho chú một món quà. Chú hãy bán nó lấy tiền cất lại một ngôi nhà khác mà ở. Nếu xong việc, tôi sẽ trở lại tìm gặp chú. Nguyễn Văn Thiết. Tiếc rằng chú Tư Ngộ đã mất khi mình trở lại đây. Nếu không, chắc chắn chú ấy sẽ giúp được mình. Ông chủ, thằng Út Theo đã chỉ ra hang ổ bọn tiếp viện cho nó trong cuộc rượt đuổi bắt cô hai. Tôi cũng tóm cổ luôn thằng chém cô hai bị thương. Bây giờ chỉ còn chờ chủ ý của ông chủ thôi. Con gái tôi chịu đau như thế nào thì bắt nó nhận gấp đôi. Dạ, tôi hiểu rồi, thưa ông chủ. Tôi có hỏi Kim Cương, nhưng nó không nhớ ai đã cứu nó trong nghĩa địa, mà người đưa nó thoát khỏi nơi đó cũng không nhớ được luôn. Nếu tình trạng của cô Hải đáng ngại như vậy, tại sao ông chủ không đưa cô Hải ra nước ngoài để kiểm tra toàn diện đi? Không được. Sau chuyện này, tôi không thể nào an tâm để cho con gái tôi rời xa tôi nửa bước. Cứ vậy đi, nó phải ở bên cạnh tôi. Tôi còn có thể bảo vệ nó khi xảy ra chuyện không hay. Ông chủ đừng lo, bất cứ giá nào tôi cũng bắt thằng Út Theo khai ra cho một đường. Thằng nào là kẻ chung bắt cóc cô Hải? Ba, chú Trung, chuyện này kết thúc được rồi, đừng có trả thù báo oán gì nữa, có được không ba? Con xin ba mà. Con chẳng lẽ nãy giờ nó đã nghe hết chuyện này? Alo. Dạ 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 dạ. Alo. Dạ tôi nghe đây ạ. Kế hoạch lẽ ra phải kết thúc sớm hơn, nhưng không ngờ lại xảy ra quá nhiều vấn đề. Ông định xử lý người của ông như thế nào đây? Dạ, ý anh là gì? Như thế nào tôi chưa hiểu. Hơn 15 không phải là thời gian ngắn chút nào hết. Vậy mà ông lại giao việc cho một kẻ không láng tin cậy, lấy là một việc làm ngu ngốc của ông từ trước tới giờ. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, tôi không còn thời gian để sợ lợi nữa. Dạ, tôi là hiểu ý của anh. Anh cứ yên tâm, câu trả lời của tôi sẽ là kết quả trong thời gian sớm nhất. Có chuyện gì sao ông chủ? Chịu cáo lẹp qua đây gấp, nhanh lên, không chần chờ lượt nữa. Dạ. Ba, con xin ba đừng truy cứu chuyện này nữa được không? Dù sao con cũng đã trở về nhà an toàn. Ba bỏ qua hết mọi chuyện đi ba. Bất cứ chuyện gì cũng có quy tắc của nó. Ba rất mừng vì con không sao, nhưng kẻ dám làm chuyện này thì không thể tha thứ. Đó cũng là nguyên tắc của bà. Con không hiểu. Con không muốn có nguyên tắc nào ràng buộc chúng ta hết đó. Nếu oán cứ báo oán, thù trả thù, biết đến khi nào mới dừng lại hả ba? Con có biết bà đã tuyệt vọng như thế nào trong suốt 3 ngày không có tin tức của con. Con có hiểu được
cảm giác lo sợ của người cha này hay không? Dạ con hiểu, nhưng mà nếu chuyện gì không hay xảy ra với con, bà cũng không thể nào tiếp tục sống được. Thằng Út Thẹo gây ra chuyện này không phải là muốn lấy mạng của con, mà chính là nó muốn giết ba. Kim Cương à, con không sợ sẽ có lần thứ hai sao? Con không sợ. Cho dù lần thứ mấy đi nữa, con tin là ba cũng sẽ bảo vệ được cho con. Với lại á, bây giờ có anh Dũng đi theo con, bảo vệ con không rời nửa bước, thì ai có thể làm gì được con hả ba? Ba à, ba cũng biết là con không thích bị bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, nhưng mà con sẽ nghe lời. Con chỉ xin ba một chuyện. Không được. Chuyện gì ba cũng có thể hứa với con, nhưng chuyện này thì không bao giờ được. Kim Cương à, con đừng xem vào những việc ba làm nữa. Nhưng mà hôm ở bệnh viện á, ba đã hứa với con là không nhắc đến chuyện này, bởi vì con không muốn nhớ tới nữa mà. Ba quên rồi hả? Lão Phúc gan thiệt, dám cho người hắc mạng nội bộ công ty mình sao? Dạ phải anh. Ai làm chuyện này? Vinh An nó nói nó cũng không biết ai là người thực hiện. Vậy tại sao nó biết được Lão Phúc là người làm? Vinh An nó nói khi mà nó đặt vấn đề bảo mật với Lão Phúc thì Lão lờ đi, nhưng lại muốn nó thực hiện thâm nhập mạng nội bộ của bên mình. Đằng nào cũng có tiền, nhưng vậy tại sao nó lại giúp mình? Em nghĩ thằng Vĩnh An nó đủ sức thông minh để làm chuyện này. Lão Phúc chẳng qua cũng chỉ là người làm công ăn lương ở vị trí điều hành của ngân hàng, chứ không phải là ông chủ lớn. Em nghĩ những gì Vĩnh An đang cố gắng để lập công chẳng qua cũng chỉ vì nó muốn kiếm tiền, nên anh cũng không cần phải lo lắng. Ừ. Anh hay quá ha. Anh nghĩ là em đừng có lên tiếng vô ích. Chú Thiết chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Chỉ là giả ngoại với lớp thôi. Ngoại trừ bay đi nước ngoài, em chưa bao giờ rời khỏi thành phố này. Anh không thấy như vậy á, đối với em là quá bất công hay sao? Anh thông cảm cho em. Chính anh à, cũng muốn em vui vẻ với bạn bè chứ sao không. Nhưng chú Thiết á thì khác. Giống như sau chuyện lần trước, anh dám chắc chị em, chú Thiết sẽ không bao giờ đồng ý để cho em qua đêm ở ngoài đâu. Đừng có nói chỉ là đi Vũng Tàu. Em sẽ nói với ba, bức quá thì em đồng ý cho anh đi theo bảo vệ em. Tới đó thì anh sẽ ở khách sạn ngủ, còn em thì sẽ ngủ lều với lớp. Ok. Em nói giỡn hả? Nếu vậy thì còn gì là bảo vệ nữa. Cô nương ơi, trách nhiệm của anh hiện tại bây giờ á rất là nặng nề. Nếu như mà xảy ra chuyện gì nữa, cái người đầu tiên mà chú Thiết xử trảm á là anh nè. Đồ nhát gan. Em không có hiểu tại sao á ba lại có thể để cho anh làm vệ sĩ cho em được, mới ghê chứ. Em muốn đi với các bạn, anh á phải có nhiệm vụ điều đình với ba em. Trời ơi, anh khổ lắm đó Kim Cương à. Anh nghĩ là không thể điều đình với chú Thiết được đâu. Với lại chú Thiết hôm nay đi không biết chừng nào mới vậy. Em không biết, anh làm sao thì làm. Thì ghét. Vô đi. Chào ông chủ. Dạ, tôi đến theo lời hẹn hôm qua của ông chủ. Cậu ngồi đi. Dạ. Cậu cứ gọi tôi là chú Thiết, đừng gọi ông chủ chi cho nó rườm rà. Con biết rồi, thưa chú Thiết. Dương Dũng cho cậu biết là hiện nay công ty đang gặp một số vấn đề. Con có nghe Dương Dũng nói sơ qua, nhưng mà vì tính chất công việc của công ty rất quan trọng, trong khi con chưa phải là nhân viên chính thức, cho nên con cũng chưa tiện hỏi. Tốt.
Tôi thích những người biết điều biết chuyện như vậy. Con cảm ơn chú Thiết. Hiện tại, khu phức hợp mua sắm giải trí Sky City đã đi vào hoạt động rất tốt. Tôi muốn cậu dùng cách nào đó của công nghệ máy tính làm cho nó thua lỗ càng nhiều càng tốt. Cậu làm được không? Con nghĩ là không thành vấn đề đâu thưa chú. Tốt. Cậu xem qua hồ sơ này, có lẽ sẽ ít nhiều hiểu được. Điều mà tôi quan tâm là trong tình hình này, chúng ta làm cách nào để thay đổi cục diện đây? Nếu con muốn đi chơi, đợi sau khi công ty bớt việc, bà sẽ đưa con đi Nha Trang ngắm biển, hoặc là đi biển nào đẹp nhất thế giới. Nhưng giả ngoại với trường thì bà không đồng ý, vì nó rất xô bồ và phức tạp con à. Nhưng con muốn đi cùng với bạn bè. Ba cho con đi đi. Từ hồi nhỏ tới giờ, con chưa từng đi dã ngoại với bạn bè. Thôi, con gái, ba xin lỗi con. Ba biết, có thể con sẽ rất buồn. Nhưng ba không thể để cho con gặp nguy hiểm thêm lần nữa. Thì ba cứ giao anh Dương Dũng đi theo bảo vệ con là được rồi. Con đồng ý cho ảnh đi theo mà. Giao cho Dương Dũng đưa đón con tới trường không đồng nghĩa với việc ba để con đi qua đêm ở bên ngoài kèm thêm vệ sĩ. Kim Cương à, đừng làm khó ba nữa con. Ba khiến con có cảm giác mình giống như bị giam lỏng vậy á. Không lẽ con nhà giàu mà phải khổ như vậy sao? Dẫu có mà như vậy, con không có ham đâu. Kim Cương, Kim Cương. Ủa, làm gì giờ này chắc thèm cà phê rồi hả? Chưa về nữa hả? Tao nghe chú Thiết nói là mày làm việc ngoài giờ, cho nên tao ghé ngang qua đây. Mua ly cà phê lề đường cũng ngon lắm đó. Ừ, cũng ngon lắm. Cảm ơn mày nhiều nha. Việc thì nhiều thiệt, nhưng mà chú Thiết cứ nói từ từ. Mà tao chỉ muốn giải quyết cho xong. Và rất là may mắn là đã có một cánh cửa dần hé mở ra. Wow, mày tìm được thông tin gì rồi? Mày coi nè. Sau khi đọc tài liệu của chú Thiết cung cấp về tình hình công ty đối thủ, ta đã tìm được rất nhiều thông tin về quá trình kinh doanh và đầu tư của họ. Làm sao để có được điều này? Đây là những thông tin mật không mà. Tao đã từng làm việc bán thời gian cho một công ty luật suốt 2 năm. Thời điểm đó, tao có học thêm lớp luật kinh doanh song song với công việc chính. Do đó, tao có rất nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết về nó. Mày giỏi thiệt. Không hổ danh là thần đồng tu duy của lớp 12A7 ngày nào. Đành phải chịu thôi. Mày cũng đã cảnh báo tao rồi. Muốn giữ công việc này á thì chỉ còn một cách: cố gắng hết sức. Nè. Sứ thần tuân lệnh ông chủ. Ông hãy yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết dứt điểm, sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Riêng thằng Út Thẹo và đứa dám cầm dao chém Kim Cương, tôi không muốn nhìn thấy mặt chúng nữa.